Chào các em, hôm trước chúng ta đã ở chuyên đề về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần. Và đó cũng là một cái chuyên đề duy nhất của cái chương 6, đó là khúc xạ ánh sáng. Và chuyên đề đó cũng đã kết thúc cái nội dung của chương 6. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái chương mới, đó là chương 7, mắt và các dụng cụ quang học. Trong chương này, các em cần tìm hiểu về các dụng cụ quang học như sau. Thứ nhất là lăng kính, thứ hai là thấu kính, thứ ba là kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn và thấu kính mắt. Tất cả những dụng cụ quang này đều liên quan đến cái đường đi của ánh sáng khi đi qua các cái dụng cụ đó. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên, tìm hiểu cái dụng cụ quang đầu tiên, đó là lăng kính. Trước khi đi vào bài mới ngày hôm nay, các em cùng quan sát lên màn hình. Đây là hình ảnh về cầu vồng. Nó là một cái hiện tượng tự nhiên rất thú vị. Tuy nhiên thì để giải thích hiện tượng cầu vồng này, thì lát nữa học xong cái bài ngày hôm nay, đó là bài lăng kính, thì chúng ta sẽ có thể giải thích được cái hiện tượng cầu vồng rồi. Cầu vồng thật ra nó chính là một cái hiện tượng vật lý liên quan đến tám sắc ánh sáng. Và sau đó thì chúng ta sẽ vận dụng cái hiện tượng tán sắc ánh sáng là gì. Chúng ta có thể là giải thích cái hiện tượng vật lý này ở cuối bài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái bài đầu tiên của chương mới, đó là bài 28, lăng kính. Bài 28, lăng kính. Thế thì trong cái bài này các em cần nắm được các cái nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất là các em cần phải tìm hiểu được về cấu tạo của lăng kính. Thứ hai, xem đường đi của tia sáng qua lăng kính như thế nào, các công thức của lăng kính. Và cuối cùng là các em phải tìm hiểu về công dụng của lăng kính. Bây giờ chúng ta cùng vào phần 1 lớn, cấu tạo của lăng kính. Các em cùng mở vở ra và chúng ta sẽ ghi đầy đủ nội dung bài học ngày hôm nay vào trong vở của cô. Các em ghi phần 1 lớn, cấu tạo của lăng kính. Trong phần này chúng ta quan tâm đến khái niệm về lăng kính là gì, và thứ hai là quan tâm đến cấu tạo của lăng kính. Vậy chúng ta vào phần một nhỏ, khái niệm của lăng kính. Lăng kính được định nghĩa là một khối chất trong suốt đồng chất, thường được làm bằng thủy tinh hoặc là nhựa, và thường có dạng hình lăng trụ tam giác. Các em lưu ý là nó được thường được làm bằng thủy tinh hoặc là nhựa, và thường là có dạng hình lăng trụ tam giác thôi nhé, còn nó có thể là có những cái hình dạng khác nữa. Và phía dưới là hình ảnh về cái lăng kính có thật trong thực tế. Đó là khái niệm về lăng kính. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo hai nhỏ, là cấu tạo của lăng kính. Về phương diện hình học thì người ta biểu diễn một lăng kính theo dạng hình lăng trụ tam giác như hình vẽ. Và trong cái hình lăng trụ tam giác này thì ABC được gọi là tiết diện thẳng của lăng kính. Tiết diện thẳng này ở đây thực chất nó là một cái mặt cắt ngang lăng kính. Và khi vẽ trên giấy thì người ta không vẽ hết một cái hình lăng trụ tam giác ABC như thế này, mà người ta vẽ một cái tam giác, người ta chỉ vẽ đơn thuần một cái tam giác ABC như hình vẽ. Đó. Và cái điều các em cần quan tâm đến cấu tạo của lăng kính đó là A1, A2 được gọi là cạnh của lăng kính. Các em hãy nhìn vào dấu mũi tên nhé. A1, A2 được gọi ở đây là cạnh của lăng kính. Hai cái mặt bên A1, A2, C2, C1 và mặt bên A1, B1, B2, A2. Đây là hai mặt bên của lăng kính, và hai mặt này không song song, tức là cắt nhau. Đó, tức là cắt nhau. Nó sẽ cắt nhau theo cái giao tuyến A1, A2 này, thì người ta gọi A1, A2 đó chính là cạnh của lăng kính. Và trên cái hình vẽ mà chúng ta vẽ trên giấy thì
AB và AC chính là hai mặt bên của lăng kính. Tiếp theo, B1, C1, C2, B2 là mặt phẳng đối diện với cạnh A1, A2, thì mặt phẳng này người ta gọi đó là mặt phẳng đáy. Như vậy, trên hình vẽ thì BC ở đây, trên hình vẽ thì BC ở đây được coi đó là mặt phẳng đáy. Được coi đó là mặt phẳng đáy. Như vậy, về cấu tạo của lăng kính thì một lăng kính sẽ có hai mặt bên và một mặt phẳng đáy và có cả cạnh nữa. Đó là về phương diện hình học. Còn về phương diện vật lý thì một lăng kính bao giờ cũng được đặc trưng bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là góc chiết quang A. Góc chiết quang này được tạo bởi hai mặt bên, được tạo bởi hai mặt bên cắt nhau đấy. Và thứ hai đó là chiết xuất N. Chiết xuất N ở đây chính là chiết xuất tuyệt đối của môi trường cấu tạo lăng kính. Được chưa nhỉ? Đó. Vậy về phương diện vật lý thì nó chỉ được đặc trưng bởi hai cái yếu tố, đó là góc chiết quang và chiết xuất N như vậy thôi. Được chưa nhỉ? Vậy là cô đã trình bày xong về cấu tạo của lăng kính rồi. Bây giờ chúng ta thử xét xem là cái đường đi của ánh sáng khi đi qua lăng kính thì nó sẽ như thế nào. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2 la mã. Đường truyền của tia sáng khi đi qua lăng kính. Các em xét một nhỏ. Tác dụng tám sóc ánh sáng trắng. Trong phần đường truyền của tia sáng đi qua lăng kính, chúng ta cần xét hai cái đường truyền của hai ánh sáng. Thứ nhất là ánh sáng trắng khi cho đi qua lăng kính thì đường đi của nó sẽ như thế nào, và thứ hai là cho một ánh sáng đơn sắc, tức là chỉ có một màu sắc nhất định á, đi qua lăng kính thì đường đi của nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần một nhỏ là tác dụng tám sóc ánh sáng trắng. Thì đầu tiên các em phải hiểu được ánh sáng trắng là gì. Thật ra ánh sáng trắng ở đây chính là một cái nguồn, là một cái nguồn sáng. Mà trong cái nguồn sáng này nó có chứa rất nhiều các cái thành phần ánh sáng đơn sắc khác nhau. Đó, bên trong có chứa rất nhiều các cái thành phần đơn sắc khác nhau, tức là nó là một cái ánh sáng hỗn tạp. Vậy nếu bây giờ thí nghiệm của chúng ta như sau. Cô chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp. Ở đây các em lưu ý là chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp để cho dễ quan sát nhé. Đi qua cái mặt bên thứ nhất của một cái lăng kính được đặt trong không khí. Thế thì lúc đó cái đường đi của ánh sáng bên trong lăng kính, tức là nó sẽ cho ta một cái tia khúc xạ đấy. Thì ở đây cái tia khúc xạ của ánh sáng trắng khi đi vào lăng kính, các em thấy không, nó đã bị tán sắc thành nhiều màu sắc sáng đơn sắc khác nhau rồi đây này. Đó, tia khúc xạ đã bắt đầu bị phân tách thành nhiều màu sáng đơn sắc khác nhau. Và khi cái chùm ánh sáng khúc xạ này chiếu đến mặt bên thứ hai, và ở mặt bên thứ hai này ta chỉ xét trường hợp là có khúc xạ ánh sáng chứ không xét phản xạ toàn phần, thì chúng ta thấy rằng cái chùm tia khúc xạ ra bên ngoài không khí, hay còn gọi đây chính là chùm tia ló ra ngoài không khí, thì chùm này nó sẽ bao gồm rất nhiều các cái chùm đơn sắc, các cái thành phần đơn sắc khác nhau. Trong đó có màu đỏ, các em nhìn thấy này, da cam, vàng, lục, lam, tràm và tím. Đó, như vậy. Như vậy là qua cái phần thí nghiệm này các em sẽ thấy rằng là gì? Thứ nhất là ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính thì nó có bị tán sắc không ạ? Tức là nó có bị phân tách thành nhiều màu sáng đơn sắc khác nhau không? Chắc chắn là có, đúng nhỉ? Và thứ hai là lăng kính, hay là chúng ta có thể hiểu là lăng kính nó có tác dụng làm tán sắc ánh sáng trắng. Đó, đấy là cái kết luận thứ nhất trong cái phần tác dụng ánh sáng trắng của lăng kính. Bây giờ nếu ta không dùng chùm ánh sáng trắng này mà chúng ta sử dụng một tia sáng đơn sắc chiếu đến lăng kính, thì liệu cái tia sáng đơn sắc đấy nó có bị tán sắc ánh sáng tiếp tục không?
thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Các em ghi hai nhỏ, đường truyền của tia sáng đi qua lăng kính. Trong phần này, người ta làm thí nghiệm như sau. Đặt một lăng kính có góc chiết quang A và chiết xuất của môi trường làm lăng kính là N, và cái giá trị N này luôn lớn hơn 1. Và đặt một cái lăng kính này bên trong không khí. Đặt lăng kính trong không khí. Sau đó là ta chiếu một cái tia sáng đơn sắc SI màu đỏ đến mặt bên thứ nhất của lăng kính. Dưới góc tới là I1 thì sẽ cho ta một cái chùm tia khúc xạ, cho ta một cái tia khúc xạ EZ ở bên trong của lăng kính. Và rõ ràng là cái tia khúc xạ EZ này thì lúc này nó vẫn giữ, các em nhìn thấy là nó vẫn giữ nguyên màu đỏ, đúng không nào? Tức là vào đây khi cái truyền cái tia sáng đơn sắc màu đỏ đến mặt bên thì sẽ cho ta một tia khúc xạ có bị phân tách thành nhiều màu khác nhau bên trong lăng kính không? Chắc chắn là không, nó chỉ có một màu duy nhất. Và khi đó EZ đóng vai trò là khúc xạ đối với mặt bên thứ nhất, thì tia EZ này lại đóng vai trò là tia tới đối với mặt bên thứ hai. Và tại mặt bên thứ hai này ta chỉ xét có khúc xạ ánh sáng, thì lúc đó sẽ cho ta một cái tia ló ZR ra bên ngoài không khí. Và rõ ràng nhìn vào cái thí nghiệm này thì người ta thấy, chúng ta thấy rằng là gì, cái tia sáng ló này nó có bị đổi màu không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, bởi vì ở đây nó vẫn giữ nguyên cái màu đó. Đó, vẫn giữ nguyên màu đó. Như vậy ở đây chúng ta có thể kết luận một điều là gì, khi chiếu một tia sáng đơn sắc qua lăng kính thì tia sáng đơn sắc này không bị đổi màu. Đấy là cái điều kết luận thứ nhất. Hoặc là chúng ta có thể hiểu là lăng kính nó không có tác dụng là tán sắc ánh sáng đơn sắc. Đó là kết luận thứ nhất. Chúng ta lại tiếp tục nhìn vào hình vẽ thôi cô. Ở đây rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái tia ZR này nó bị lệch về gần phía đáy của lăng kính. Nó bị lệch về phía đáy của lăng kính. Và nó luôn luôn bị lệch về phía đáy của lăng kính. Điều này chúng ta chứng minh rất dễ dàng. Bằng cách nào? Chúng ta chỉ cần lập cho cô cái tỷ số sin I2 trên sin của R2. Sin I2 trên sin của R2. Và lúc đó chúng ta sẽ biết nó bằng cái tỷ số chiết xuất giữa hai môi trường không khí và môi trường chiết xuất làm cái lăng kính này. Thì lúc đó chúng ta sẽ so sánh cái tỷ số đó với số 1. Và khi so sánh với số 1 thì chúng ta dễ dàng thấy được rằng là cái góc I2 này sẽ lớn hơn cái góc R2. Điều này các em về nhà sẽ tự chứng minh cho cô nhé. Các em tự chứng minh. Và điều này chứng minh rất dễ dàng theo cái cách mà cô vừa mới hướng dẫn ở trên. Vậy thì qua cách chứng minh, chúng ta luôn có cái tia ZR này luôn bị lệch về phía đáy của lăng kính. Đấy là cái kết luận thứ hai. Các em tiếp tục nhìn lên hình vẽ. Ở đây nếu cô kéo dài phương của tia tới SI bằng nét đứt và kéo dài phương của tia ló ZR. Đó. Hai cái đường này chúng sẽ cắt nhau tại điểm K. Vậy lúc này cô gọi cái góc D được ký hiệu ở trên hình chính là góc lệch. Và từ đây chúng ta đưa ra một cái khái niệm mới về góc lệch. Góc lệch thực ra nó chính là góc được tạo bởi phương của tia tới và phương của tia ló. Đó, vậy các em lưu ý cho cô ba cái điều kết luận trong cái phần đường đi của ánh sáng khi đi qua lăng kính nhé. Phần kết luận thứ nhất, các em ghi vào trong vở cho cô này. Thứ nhất là tia sáng đơn sắc khi truyền qua lăng kính thì không bị tán sắc. Tức là không bị ánh sáng, không bị lăng kính làm tán sắc, ánh sáng đơn sắc. Kết luận thứ hai là khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló này luôn luôn bị lệch về phía đáy của lăng kính. Đấy là kết luận thứ hai. Kết luận thứ ba là góc lệch D là góc được tạo bởi đường kéo dài của tia tới và tia ló. Đó, em lưu ý cho cô ba cái điều kết luận này
về cái tia sáng ngân sắc khi đi qua lăng kính nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo, ba la mã là các công thức của lăng kính. Phần các công thức của lăng kính này sách giáo khoa họ đã viết rất rõ, các em đọc thêm sách giáo khoa cho cô. Hãy lưu ý là có hai công thức về định luật khúc xạ ánh sáng ở hai mặt bên của lăng kính. Công thức tính góc chiết quang A và công thức tính góc lệch D. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo 4. Công dụng của lăng kính. Công dụng của lăng kính. Trong cái phần công dụng của lăng kính này, chúng ta hãy kể đến hai cái ứng dụng quan trọng nhất của lăng kính, đó là máy quang phổ lăng kính và lăng kính phản xạ toàn phần. Đó. Đầu tiên chúng ta xét máy quang phổ lăng kính. Một, máy quang phổ lăng kính. Trên cái hình vẽ ở trên cái slide của cô thì đây là hình ảnh của một máy quang phổ lăng kính. Và cái tác dụng của máy quang phổ lăng kính này đó là giúp chúng ta phân tích một cái chùm sáng phức tạp khi chiếu qua máy quang phổ, để từ cái máy quang phổ đó chúng ta có thể phân tích được các cái thành phần đơn sắc của cái chùm sáng phức tạp đó, và từ đó người ta tìm hiểu được sâu hơn về cấu tạo của nguồn sáng hoặc là cấu tạo của vật. Đó, như vậy là đấy là cái công dụng chính của máy quang phổ lăng kính. Và vì cái phần này nó liên quan đến cái phần vật lý lớp 12 trong cái chương 6 ánh sáng, cho nên ở đây cô sẽ trình bày kỹ hơn một chút về cái máy quang phổ lăng kính. Cái máy quang phổ lăng kính của chúng ta nó bao gồm ba cái bộ phận chính. Thứ nhất là ống chuẩn trực. Ống chuẩn trực, và thứ hai, cái bộ phận thứ hai đó là lăng kính P. Thứ ba, bộ phận chính đó là buồng ảnh. Buồng ảnh tức là cái buồng hướng ảnh đấy. Thế thì trong cái bộ phận thứ nhất là ống chuẩn trực thì nó sẽ gồm hai cái cấu kính hội tụ L và L1. Khi ánh sáng đi qua cái cấu kính, khi ánh sáng từ cái nguồn sáng di này này, nó đi qua cái cấu kính hội tụ L thì sẽ cho ta ánh sáng, sẽ cho ta tiếp tục một cái chùm sáng ló đến cái thấu kính L1. Và khi ánh sáng đi qua thấu kính L1 thì các cái tia sáng này chúng sẽ hội tụ với nhau tại những cái điểm. Và những cái điểm này khi mà chiếu đến mặt bên của lăng kính thì những cái điểm đó chúng ta có thể coi nó chính là một những cái tia sáng trắng hẹp truyền đến cái mặt bên của lăng kính. Và khi cái tia sáng trắng đó đi qua lăng kính thì các em nhìn thấy không? Chúng đã bị tán sắc ánh sáng và tạo ra những cái chùm sáng đơn sắc. Đó, tạo ra những cái chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đó, trong mỗi một chùm sáng này thì nó lại có rất nhiều các màu sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Và các cái chùm sáng, những cái chùm trong những mỗi cái chùm sáng đơn sắc đấy thì nó sẽ có những cái màu nhất định. Ví dụ các cái màu tím trong mỗi một chùm sáng thì sau khi đi qua cái thấu kính L2 này chúng sẽ hội tụ nhau tại một điểm. Đó, hội tụ nhau tại một điểm và cuối cùng nó sẽ cho ta một cái màu tím trên cái màn hướng ảnh. Được chưa nhỉ? Và tương tự như vậy thì các cái ánh sáng màu cam chúng sẽ hội tụ với nhau qua cái thấu kính L2 để cho ta một cái ánh sáng màu cam trên màn hướng ảnh. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím trên cái màn hình ảnh đó, người ta gọi nó là quang phổ của ánh sáng hay là quang phổ của nguồn sáng. Và dựa vào cái quang phổ của nguồn sáng này, người ta sẽ tìm hiểu được sâu hơn về cấu tạo của mẫu vật phát ra ánh sáng đang cần nghiên cứu. Thì đấy chính là cái ứng dụng cơ bản của máy quang phổ lăng kính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, hai nhỏ, lăng kính phản xạ toàn phần.
Lăng kính phản xạ toàn phần này thực chất nó cũng là một cái lăng kính thôi, nhưng mà được làm bằng thủy tinh. Đó, được làm bằng thủy tinh. Và cái tiết diện của lăng kính phản xạ toàn phần này nhớ phải là tam giác vuông cân. Em lưu ý, lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính được làm bằng thủy tinh và có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân. Và cái ứng dụng cơ bản của lăng kính phản xạ toàn phần này đó là người ta sử dụng để làm ống nhỏ. Đấy là cái ứng dụng phổ biến nhất của lăng kính phản xạ toàn phần. Thử xét sơ qua về cái cấu tạo của ống nhòm. Thì ở đây, trong cái ống nhòm người ta đã đặt hai cái lăng kính phản xạ toàn phần. Khi ánh sáng từ nguồn sáng đi vào lăng kính thứ nhất thì sẽ cho ta cái tia phản xạ đến cái lăng kính thứ hai. Và cái tia phản xạ của lăng kính thứ hai sẽ đi ra và tạo ảnh. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là tia sáng tới và tia phản xạ thì cùng chiều với nhau. Do đó thì cái ảnh được tạo bởi cái ống nhòm này luôn cùng chiều với vật. Luôn cùng chiều với vật. Và những cái ống nhòm này thì chúng ta sẽ nhìn được những cái vật cách rất là xa. Cho nên người ta ứng dụng cái lăng kính phản xạ toàn phần để làm cái ống nhòm dùng trong các cái tàu ngầm dưới biển. Thì khi tàu ngầm đi dưới biển thì nó được bảo mật về cái đối tượng. Nó cần được bảo mật. Còn bên trên phía mặt nước thì nó sẽ có một cái gọi là cái ống nhòm đấy, nó giống như là một cái ống nhòm. Và trong cái ống nhòm này người ta cũng sử dụng các cái lăng kính phản xạ toàn phần. Các em thấy nhìn thấy ở hai cái góc này là nó hai là hai cái lăng kính phản xạ toàn phần. Khi đó thì chỉ cần ở dưới tàu ngầm người ta điều khiển là người ta có thể điều khiển cái đầu của cái ống nhòm này là người ta có thể quan sát được tất cả các cái vị trí ở phía bên trên của biển. Đó là cái ứng dụng của lăng kính phản xạ toàn phần. Và như vậy là cô đã trình bày xong hết toàn bộ cái nội dung của bài lăng kính. Và trong bài này thì các em cần nắm được các cái nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất là về cấu tạo của lăng kính thì các em phải hiểu được là lăng kính nó thường được làm bằng thủy tinh hoặc là nhựa và thường có dạng hình lăng trụ tam giác. Và trong cái lăng kính này thì gồm hai mặt bên và một mặt đáy. Và lăng kính về mặt phương diện vật lý thì luôn được đặc trưng bởi hai yếu tố, đó là góc chiết quang và chiết xuất N. Còn cái phần đường đi của tia sáng qua lăng kính thì các em phải hiểu được hai vấn đề. Thứ nhất là khi chiếu ánh sáng trắng đi qua lăng kính thì lăng kính nó có tác dụng làm tán sắc ánh sáng trắng, tức là phân tích ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc khác nhau. Thứ hai là nếu chiếu một tia sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính thì cái lăng kính đấy nó không có tác dụng làm tán sắc ánh sáng đơn sắc, tức là ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc đi qua lăng kính. Đấy là cái nội dung thứ hai của đường đi của tia sáng khi đi qua lăng kính. Cái nội dung thứ ba là các công thức của lăng kính, là những công thức này các em phải học thuộc trong sách giáo khoa. Thứ tư là công dụng của lăng kính, thì ở đây cô đã đề cập đến hai công dụng cơ bản của lăng kính, đó là thứ nhất là máy quang phổ lăng kính có tác dụng là dùng để phân tích một cái chùm sáng hoặc là một cái nguồn sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc khác nhau, để từ đó người ta có thể tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về các cái vật cần nghiên cứu. Và thứ hai đó là lăng kính phản xạ toàn phần thì được sử dụng chủ yếu trong ống nhỏ. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng các cái nội dung của bài học ngày hôm nay để giải quyết cho cô hai ví dụ sau. Câu hỏi số 1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng khi đi qua lăng kính? A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình trụ đứng, có tiết diện thẳng là một tam giác. C. Mọi tia sáng khi đi qua lăng kính luôn khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính. D. Là A và C. Thế thì ở đây để chọn ra câu đúng thì chúng ta sẽ lần lượt loại từng câu hỏi một. Đầu tiên ở A, đáp án A, tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. Thì như vừa cô mới nói, tiết diện thẳng của lăng kính có thể là tam giác thường nhưng cũng có thể là tam giác đặc biệt.
đó. Ví dụ như tam giác đặc biệt, ví dụ như tam giác cân, tam giác vuông cân hay là tam giác đều, nhưng không phải lúc nào nó cũng là tam giác cân, cho nên A là một đáp án sai. B, lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng có tiết diện thẳng là một hình tam giác, thì câu này là một câu đúng bởi vì nó chính là khái niệm về lăng kính. C, mọi tia sáng khi đi qua lăng kính luôn bị khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính. Điều này là chưa đúng bởi vì ở cái mặt bên thứ hai của lăng kính nó có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Và ánh sáng nếu có phản xạ toàn phần thì nó sẽ đi đến mặt đáy của lăng kính chứ nó không bị ló ra khỏi mặt bên thứ hai của lăng kính. Cho nên C sẽ là một đáp án sai. Như vậy A và C sai thì đương nhiên D cũng sai luôn. D tức là đáp án A và C tức là cũng sai luôn. Và ở đây yêu cầu chọn câu đúng thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Chọn B. Đó là nội dung câu hỏi số 1. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 2. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là A. Một tam giác đều, B. Một hình vuông, C. Một tam giác cân, hay là D. Là một tam giác bất kỳ. Vậy bài này như định nghĩa về lăng trụ thủy tinh, định nghĩa về cái lăng kính phản xạ toàn phần thì như cô vừa mới nói, lăng kính phản xạ toàn phần chính là một tam giác vuông cân. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đó là hai cái câu hỏi củng cố của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng quay lại trả lời cái câu hỏi ở đầu bài học ngày hôm nay, đó là hãy giải thích hiện tượng cầu vồng. Bây giờ chúng ta hãy giải thích hiện tượng cầu vồng. Thì chắc là đến đây chúng ta cũng đã có đủ cái cơ sở để giải thích hiện tượng cầu vồng dựa vào sự tán sắc của ánh sáng. Thế thì ở đây chúng ta có thể hiểu khi mà cái trời mưa hoặc là thời tiết vừa mới mưa xong ấy, thì thời tiết rất là ẩm ướt và bên trong cái không khí nó có rất nhiều các cái hơi nước. Và mỗi một hơi nước đó nó sẽ đóng vai trò giống như là một cái hình cầu, giống như là một cái bong bóng nước đó. Thế thì mỗi một cái bong bóng nước đấy nó sẽ đóng vai trò như là một cái lăng kính. Đó, các em lưu ý này, mỗi một bong bóng nước đóng vai trò như là một cái lăng kính. Thế thì khi ánh sáng mặt trời vừa mới nhú lên, sau khi trời mưa đấy, ánh sáng mặt trời vừa nhú lên thì lúc này cái tia sáng mặt trời là ánh sáng trắng nó chiếu vào các cái giọt nước và các cái giọt nước lúc này bắt đầu bị khúc xạ vào bên trong giọt nước và nó đã bị tán sắc, tức là nó đã bị cái giọt nước này nó tạo ra hay là bị giọt nước phân tách ra thành nhiều các thành phần ánh sáng màu khác nhau biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Và mỗi một giọt nước như vậy nó đã tạo ra những cái màu sắc như vậy, sặc sỡ như vậy, từ đỏ đến tím. Thì chúng ta cứ hình dung như trong không khí nó có rất nhiều các cái giọt nước như vậy, nó sẽ tạo ra một cái dải màu sáng mà chúng ta nhìn, đó chính là cầu vồng. Đó. Như vậy là cô đã giải thích xong cái hiện tượng cầu vồng dựa vào hiện tượng tán sắc ánh sáng và giọt nước lúc này đóng vai trò như là một lăng kính. Đó. Thế thì chúng ta đã như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái bài học lăng kính ngày hôm nay và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng là các em về nhà ghi chép bài đầy đủ và học bài về nhà cho cô. Hôm sau chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài mới. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.